lâu lắm sẽ không stream. Đâu mấy thằng này đánh đó, tại vì đâu top đâu có chục thằng đánh khá hay, đặc biệt là Xbo này, Akalong nữa, Xbo này, Marker, ôi xem Akalong đánh, Akalong đánh phê cực. Let's go Akalong and Bana. Lockbet này thì không sợ không sợ Golem, mình nghĩ là như vậy vì có Tesla. Còn Inferno thì tốt hơn, nhưng mà còn Tesla thì cũng không đến đâu đẹp tệ. Solido deck này không có Baran Barrel, vì vậy là Goblin Barrel sẽ rất dễ đánh hơn. Vì vậy nó phải dùng Princess này, nó phải dùng ít nhất là Bomber và Lumberjack để giết được để defend được Princess và Goblin Barrel. Tiếp tục là Goblin Barrel để lên đấy, Lumberjack sẽ quay ra bởi vì là chưa có Tornado nên là phải dùng Lumberjack trong turn này. Goblin Gang Princess bảo vệ rất tốt luôn. Tuy nhiên là Bomber sẽ đẹp ngay cầu. You know 10 hours ago I'm streaming on Emerald One, and I want to stream today. I want to stream on Tally channel. Today don't fail. Got too much damage. Ooh. Not bad. Let me show. And how to defend this turn so easy and nice. Stop Bomber. Các bạn thấy đánh giỏi dễ không? Cực kỳ dễ luôn. 7, 6. We need a lock and, to lock and rocket time. Rocket time is okay. It's okay. Tomorrow, yes, sure. I always do it, this. Okay, give up. 6-6-6. Số đẹp quá. Kết thúc trong một cuộc tình. Good job Akalong, the best player from Vietnam right now. Akalong, let's go. Toàn thật. Không, lính nó đang quay gọi là snip rồi, nhưng là khó đánh. Chú biết Sunbox ở Hàn Quốc không á? Ôi giời, chú biết mà. Sunbox không có mặt tim luôn chứ không phải là nó đâu. Earthquake nó từ khi mà nó búp mà chưa lại gọi là ba lần lại thì gần như là mạnh. Ok Sparky, mình nghĩ là trận này Akalong sẽ ăn được. Nó Earthquake thì trước khi mà tờ công máy cùng với thời điểm mà Infernal Tower nó chuyển sang gọi là cái tốc độ nó nhanh hơn rồi thì không chặn được. Akalong có thể ăn được trận này bởi vì là bây giờ Sparky, Goblin, Giant và Rank he can win. Luôn luôn phải cycle con này bởi vì là mini tank này rất quan trọng. Rocket time. No, waiting for. I think this guy drop only. Good. Thằng này nó khô lắm, thấy nó nhử con Sparky đấy. Nên là nó tại sao mà nó thả mỗi con Sparky xong nó đẩy Goblin Giant ở phía sức tít xa. Có một cái bài gọi là bài dụ bài.
cháu xem phim Hàn nên biết. Nhìn bắt chấp biết bài thì người ăn ngay. Nếu dễ. Five, four, three, two, one. Watermelon cheese. Perfect rocket. Rocket time. So easy, match up. Trận đấu quá hoàn hảo, bởi vì là quá dễ. Reset là pít ở xa, không làm gì được. Xoay ra hai con reset cũng không làm gì được. The Bad Bunny, Fernando, Kid Lai. Let me show. Kid Lai. This guy, it real? This guy real or fake? I think fake. Okay, come back, Akalong. And Venom. How this leg it work? Yeah, how to use this leg? I don't know. and I don't know why this leg it work on this season. I can't believe it. He get top 200 already in this time. Why and how to use? Drop Tesla. Tesla đặt như vậy đúng rồi, bởi vì nó chặn được miner và đặc biệt là workbreaker. Rocket time. Không nên cố đẩy Goblin Barrel. Xoay ra preset sẽ là tốt hơn. Goblin Barrel xuất hiện chỉ là xoay thì xoay thẻ thôi. Tesla. Tesla. Đấy, cái phần cuối bài của anh có lòng đánh quá hợp lý với hiện đại. Anh ta biết rõ là trong cái matchup nào thì anh ta cần phải đặt con nào. Và cycle ra luôn. Fireball fell, preset not die. And how to win? Good restoration, Akalong. Need the two log and one rocket. Woo! GG and well played. Hey, Pegasus, hello. Welcome, Win Suo. Okay, I got long and cupcake.
Let's go. Quả tornado với lại bomber chí mạng. Hi bro, hello. Black này 50-50, 50% for both player. Good. Keep lock defense free set and the fireball or maybe hunter defense golden barrel. Yeah, good. Agalong cannot slip free set. Rocket time. No, don't need a free set. Need a lock. Good. So last time, this time I think mini 9 is the best mini tank right now. The best mini tank right now. It's nice. Tesla. What the motor? What is motor chuyển mục tiêu quá nhanh. I don't know why the motor switch to all the targets. Target to very very fast. Drop 9 or the lens. Tesla, good. No way. It's... I think Agalong don't. He should. Keep rocket time, it's better. We got it. Ooh, the fireball fell. Good. Nhưng sẽ đánh như thế nào đây? Princess sẽ bị bắn bởi Hunter. Don't try again. Don't try to drop one golden barrel anymore. Because he have block, he have Hunter and fireball. I think rocket time is better. Goblin barrel one hit. One miner and two lock. One miner and two lock. Let's go. Rocket time. Oh no, five more time. GG. Thank you.
Hello. 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 Everybody here? Yes, I'm eating. Em ăn cơm ạ, ôi ăn đi. Giờ này còn chưa ăn cơm. Hello, I'm here. Emro one here. So yeah, I just eat lunch. Finish. The watermelons. Who is a player? Ah, Akalong vs Eagle. Eagle, khai ra đi. Hey, Viper offline. Okay, please. Rocket time. Oh, okay. Miracle. Đất này khó đánh anh. Thank you.
BT. Bờ cày rồi, tăng bờ cày rồi. Lúc nào nó không gáy rồi. À, được quá men. Good job. Good job. Sao lại stream giờ này nhỉ? Ui giờ stream giờ này bởi vì là